lỗi lầm gì đâu mà em đòi chia tay anh. Em ơi, anh im đi, tôi quyết định chia tay rồi. Mỗi lần mà anh đụng vô người tôi á là tôi xui xẻo à. Em đừng có nói như vậy, từ xưa tới giờ anh đâu có đụng vô đâu mà em nói em có chữa. Chữa ngán gì cho nội, mỗi lần đụng vô người tôi là xui, đụng vô người là xui à, chết đâu mà đòi. Ờ ha, sao ra nông nỗi này vậy con? Con chào bác. Chia tay với con á tại vì cổ nói con mỗi lần đụng vô cổ là cổ xui, đụng vô cổ là cổ xui. Thôi phụ nữ mà, họ muốn chia tay với con á họ đổ thừa đủ lý do hết á, chứ làm gì mà đụng vô người mà xui xẻo. Dạ con cảm ơn bác. Con đừng buồn. Dạ. Bác ơi, chắc bác là ông tiên nên bác đã về trời rồi. Cảm ơn bác. Tao đây nè. Trời, bác có sao không bác? Ba không có sao. Chày xước có chút xíu thôi, không sao đâu. Dạ. Miễn con vui á là được rồi. Dạ cảm ơn bác. Trời ơi bác ơi, bác ơi bác có sao không bác? Xe nào ác dữ vậy? Không có sao đâu con. Chày xước chút đỉnh thôi mà. Bác ơi, con có lỗi với bác quá. Ôi, lỗi phải gì, chỉ trùng hợp thôi. Dạ. Thôi, bác đi nha. Dạ. Bác ơi, bác có sao không? Đứng lên con đỡ bác đi bệnh viện. Thôi, mày đừng đụng vào người tao. Bây giờ tao tin con bạn gái mày nói đúng rồi. Sao con người mày xui xẻo quá vậy? Vậy mà bác nói bạn gái con bỏ con là tại nó tìm lý do. Bây giờ tao tin rồi. Không lẽ mình xui thiệt vậy sao? Sao ai gặp tôi cũng sợ bỏ chạy, nói là tôi là người xui xẻo cho họ. Ủa anh Mừ, ai gặp tôi cũng sợ xui chạy, tại sao anh còn ngồi đây? Bộ anh không sợ xui hả? Xui gì nữa mà xui, bác sĩ mới phát hiện tôi bị ung thư thời kỳ cuối. Vậy hả? Còn sống được 3 tháng nữa thôi. Thôi kệ, anh cũng đừng buồn. Trời sinh mỗi người mỗi số, ráng giữ sức khỏe nha anh. Vậy mà nói 3 tháng lận. Nghe đi chú. Rồi biết rồi, chờ xíu. Anh có gì phụ không em? Làm cái gì vậy? Em phụ quá. Mày đừng có đụng vô người ta. Mày xui lắm. Ủa, con mua thường mà, chứ đâu có mua đuôi đâu. Đuôi đâu, đuôi. Nè. Ai mua dưa hấu không? Ai mua dưa hấu không? Má Hai ơi, má Hai, mua dưa hấu giùm con đi má Hai. Mới xẻ ngon lắm đó má Hai. Chị Tám, mua dưa hấu giùm con gì chị Tám? Anh trai, mua dưa hấu giùm em đi anh trai. Trời ơi, trai gì đâu mà đẹp quá vậy, dễ thương quá à. Vậy mà xui gì không biết nữa à. Trời ơi, hết cái chợ này nè, người ta nói tôi đâu có tin. Xui thiệt là xui à, lỗ banh xếp. Thôi, đừng có buồn. Cái con bê rê đó, tình dị đoan quá. Xui cái gì mà xui. Mày xui thiệt. Tôi đâu làm gì đâu, tự trợt té và đổ thừa tôi. Em chào anh. Tại sao là tôi? Xui rồi, tôi phải sao đây?
Cái này là thà ta làm tao xui, không phải mày làm tao xui. Dạ cảm ơn anh. Không phải là mày. Dạ em cảm ơn anh. Mày nên nhớ như vậy. Dạ. Ui. Dạ. Vậy mà cũng không né được hả trời. Mày có nhìn tao đâu mà né. Anh Tư, ai cũng coi thường em, ai cũng sợ em hết. Anh có chuyện gì cho em làm đi. Mày đi vô khác chơi nha. Mày đừng có đụng vô người tao nha. Mày đụng vô người tao, tao đổ bốn búa đầu mày tin không? Mày đi không? Mày đi vô khác chơi. Mày không đi tao đổ đầu mày á, mày anh tin ơi, không? Anh ơi, em chỉ xin anh là để cho em làm cho... Trời ơi, đâu có đụng chúng nó đâu mà chui quá vậy nè trời. Lấy cái này nha, nhiêu vậy? 25. Nè, 2 chục 10. Rồi, 5 ngàn. Rồi, đi nha. Sáng giờ bán khá, 18. Trời đất ơi, trời ơi, mày đừng có đụng vô người tao. Mày đụng vô là nó xui, mày biết không? Nguyên cái chợ này ai cũng sợ mày hết á. Em xin lỗi chị Tám. Ờ. Mất bà nó 5 ngàn rồi nè. Trời ơi, mày đền cho tao đi. Chị né qua đây em kiếm cho, tìm cho. Trời đất ơi, nó rớt ở đâu trong này thôi à. Sao nó không có? Không có đâu. Sao trong này cũng có ta? Coi như em kiếm hết rồi đó mà không có. Chị né ra em kiếm bên này. Mày giặt ra. Mày mà đụng cái tao giết mày chết. Trời ơi, có 5 ngàn thôi mà mày xả hết ruột của tao rồi. Chị ơi, em có thành ý muốn tìm 5 ngàn cho chị chứ đâu phải. Mày... Chị thấy không, công sức của em đâu phải là phung phí đâu. Em đã tìm được 5 ngàn cho chị rồi nè. Đừng có đụng vô người tao, xui xẻo lắm. Mày làm sao miễn mày đưa qua tay tao được rồi. Em biết rồi. Em rất là thông minh chứ bộ. Làm gì đó. Em búng qua chị chụp nha. Rồi búng đi, búng đi. Hả? Tụi nó đây. Sao là sao nè? Thiên sao nè? Thôi em lấy. Sao là sao nè? Em lấy tiền. Không có cần mày lấy. Mày xui lắm. Mày đụng vô gì cũng đổ bể người ta hết á. Đứng sao nè? Dạ. Để rồi tao lấy được rồi. Dạ. Em cảm ơn anh. Cái này tự anh làm bể chứ không phải tại tôi xui đâu nha. Trời ơi. Diễn diễn. Cái tài chị bà diễn quá vậy. Trời ơi, bán mấy cái nhà rồi đó. Trời ơi, ghê vậy. Phải cao, phải cao. Lỏng lỏng nè, lỏng lỏng. Hay quá. Đó. Chính luôn. Chính luôn. Trời ơi, chính luôn Quỳnh. Ba tiền. Anh nói ba cào kìa. Tì ý Quỳnh. Chung tiền đi chứ. Thiếu dáng ơi. Cho nợ cây đó. Bắt đầu nhìn mặt ông thấy quen quen rồi đó. Mà chưa nhìn ra biết không biết ai thôi. Ê, đổi bàn khác đi. Đổi nữa hả? Quýnh tiến lên. Tiến lên luôn. Quýnh tiến lên. Được không? Trời, quýnh nghề lắm á. Tin luôn. Chơi luôn nè. Trời, trẻ bài luôn cơ. Đâu, hồi đó là bán sóc thôi, là bán 5 cái. Còn trẻ này là bán 10 cái mới trẻ được. Cái gì ghê vậy? Ghê lắm. Kênh. Tiến lên nha. Họ chia bài ghê không? Nhanh không? Nó giỡn quá, thiết dữ. Hay đó. Ừ, hay lắm. Đó, hay quá. Thì ý Quỳnh. Trời, bài quýnh gì nữa? Tứ đã thông, ba con xì cho heo. Mình sổ cấp luôn Quỳnh. Vậy đi, mình, rồi. Sổ cấp luôn. Chấp quýnh trước luôn. Chấp quýnh trước. Quýnh ba. Quýnh con ba kìa. Mình giết con heo luôn. Giết con heo. Con heo. Giết con heo. Đó. Xì. Trời, không biết quýnh đài. Tao quýnh heo, quýnh heo. Tao tự nhiên quýnh con xì. Không phải, mà em từ ba tới xì á anh. Đều luôn á. Tì ý Quỳnh.
quen luôn rồi đó, biết mặt ai luôn rồi đó. Hèn gì quy cái chợ đồn là phải rồi, mới đầu nhìn thấy quen quen rồi. Không đi chỗ khác giùm tôi đi ông ơi. Ông xui bà cố luôn hả? Xui gì mà xui? Sao không xui? Bây giờ tao mày chơi không? Chơi gì? Quánh tôi xì. Quánh tôi xì? Ừ. Ba lần. Ba lần. Rồi. Quánh tù xì. Đó. Quánh tù xì. Đó. Quánh tù xì. Ai xui? Đi chỗ khác đi. Trời đất, nguyên cái thớt, cái chợ đồn không tin. Qua bên kia chơi tiếp, qua bên kia chơi tiếp. Hồi sáng giờ chơi mười mấy điểm mà thua hết mười mấy điểm. Lần này không tin là thua đệ nữa. Nè lên. Cũng thua à. Mày cứ chơi đi, tùy ý huynh. Không lẽ tôi xui thiệt dữ vậy trời. Sao cuộc đời đẻ ra là xui là sao? Đi ngủ. Mày thấy tao thổi không ra thì mày ra đại đi. Làm tao mất mặt gần chết. Mày có chắc là chỗ này yên tĩnh không? Chắc chắn mà, yên tâm đi, yên tĩnh lắm. Tốt. Ừ. Tịch. Ừ? Tụi mình là những tên cướp khét tiếng đang bị truy nã. Vì vậy, hành động của tụi mình không thể cho để bất cứ ai biết được, hiểu chưa? Tụi mình là những băng cướp khét tiếng. Khi nào bị phát hiện ra, chúng ta sẽ giết người giết khẩu. Đúng. Không thể nào cho người ta biết được mình đang ở đâu. Hiểu chưa? Hiểu rồi. Làm xong thí dụ này, chúng ta tìm một nơi thật là thanh tao. Ở đó để mà sống một đời sung sướng còn lại. Quyết định vậy chưa? Quyết định gì vậy đi? Mày làm cái gì vậy? Cái bàn đi đâu? Nở bên kia kìa. Qua bên đó. Cho nên chuyến đi này mình phải là hết sức cẩn thận, không để lộ ra tung tích gì cả. Đúng rồi. Ừ. Vì đây là phi vụ cuối cùng. Ừ. Cho nên phải cẩn thận. Đúng. Đồ chơi mà đem theo có đủ chưa? Tao đã mang đầy đủ hết rồi. Lấy qua đây. Đây, nhìn đi, ta thử hết tất cả, mọi thứ đều là an toàn hết. Kiểm hàng lại coi. Đây, cái búa tạ. Ừ. Cái này đập đầu bò chết chứ đừng nói nè. Đây, cái đồ lông đao. Đây, còn là cái búa. Ngổ đầu tụi nó. Và đây nữa. Cái gì? Hả? Ủa? Sao tiện có phi tiêu trong vỏ vậy? Mày giỡn mặt cái tao hả? Thời bây giờ mà mày còn dùng phi tiêu à? Tại sao mày không bao giờ làm những điều tôi dặn vậy? Hả? Tao đâu có dùng phi tiêu đâu. Tao đã nói rồi, tao không có nào dùng phi tiêu. Mày bỏ vô mày làm hại tao đúng không? Tao hại mày làm cái gì? Rõ ràng tao không bỏ phi tiêu. Tại giờ tại sao có phi tiêu? Mày chính là mày hại tao. Mày hại tao. Mày làm cái gì như vậy? Cái bàn này đâu? Mệt quá. Chờ chút. Mau qua đây. Bực bội. Nhanh lên. Mày đâu rồi? Cái gì? Tới chưa? Tao đứng ở bên đây nè. Sao? Nghe tao hỏi. Nói. Tại sao mới lần bàn giết là mày đồi cái bàn là sao? Mày khờ quá. Đã nói là bàn chuyện thì nói chuyện phải có cái bàn chuyện được chứ. Hiểu chưa? Vì tao nói rồi, tất cả mọi thứ để êm xuôi rồi. Nhưng vì có một thứ mà tao chưa thử, bây giờ không biết nó sử dụng như thế nào. Lấy ra coi. Đây. Cái gì vậy? Đây là trái lựu đạn. Mày kiểm tra chưa? Chưa dám kiểm tra. Mày nhát quá. Sao vậy? Rất dễ. Cái này mày chỉ bóp vô. Ừ. Thò cái tay, nắm cái nhẫn. Ê, bậy. Chết cả bậy á. Đừng chơi ngu chết cả bậy đó. Ủa sao vậy? Thôi ấy vậy đi nha, tao ngủ á. Thì ra tao đi. Mày, hồi nãy giờ hèn gì cái bàn nó chạy tùm lum. Mày đi nha. Tao nghi nghi. Chui ra. Đứng lại. Đứng đó. Hả? Hèn gì tôi nghi nghi. Tao đập tôi té từ nãy giờ mấy lần là do mày làm hết đúng không? Vì mày mà tao té tao đau cả cái cùi chỏ nè. Nè, mày nói đi. Hồi nãy giờ mày có nghe cái gì không? Hả? Không, không có nghe gì hết. Mày có biết cái gì rồi tụi tao không?
Có, biết làm phi vụ cuối cùng thôi. Hả? Cái gì? Vậy mà nói dám nói là không nghe gì hết hả? Bây giờ chỉ còn một cách thôi. Mày phải chết, giết người, giết khẩu. Tôi... Dạ! Đừng mà tôi lại mấy anh. Hay quá! Công an tới rồi! Mày... Cướp nè! Cướp! Ủa, mấy chú làm gì mà mặt xanh lè vậy? À, chơi đùa vu vơ. Ủa, lực lượng con chỉ có vậy thôi hả? Dạ, con đi chơi mà. Ồ, vớ vẩn vậy. Thôi đi đi, đi chơi đi. Đi đi con. Có dây thôi mà cũng sợ. Mày làm như vậy không sợ mày bỏ cái uống xuống. Đứng lại. Đứng lại. Phi đau cho mày nha. Nha. Hả? Tưởng là mày thoát tao. Đừng có đụng em. Xui lắm đó. Xui cái gì? Mày đừng có hù cho mày. Là nó nói rồi. Không cần nói gì nữa hết. Mày nhất định hôm nay là ngày khai tử của mày. Hãy chờ những cuộc chết êm ái nhất. Wow. Yeah. Dừng lại rồi. Hay quá. Cảm ơn thằng nhỏ. Bảo các bạn rồi. Con nhỏ nó cứ... Ê, tụi mày tới hả? Hình sự, hình sự! Coi đây, coi! Đây! Ê! Mày chết! Cho tụi bay chết! Chết chắc! Mặt nó căng quá. Mấy cái này của thằng nào? Phải của mày không? À, không, không phải. Phải, không phải của em. Của mày. Của mày. Phải không? Không. Giấu cái gì sau lưng? Có gì đâu. Giấu cái gì sau lưng? Bỏ ra. Trời ơi. Còn mày giấu cái gì sau lưng? Đâu có gì đâu anh. Bỏ ra hết. Bỏ ra. Này nặng lắm. Để ra. Tao hỏi lại một lần cuối cùng. Tất cả số này là của thằng nào? Phải của mày không? À, không phải của em. Của mày? Không hề. Của mày? Không phải. Chắc chắn không phải của ba thằng mày đúng không? Dạ đúng. À, đúng, đúng, đúng rồi. À, à, đúng. Chắc chắn, 100%. Dạ. Được. Hồi anh... sáng tới bây giờ lụm được con mớ về chai. Trời ơi, hồi nãy nó vô là tao nghĩ nó nhân viên cao cấp đó. Bây giờ tao mới biết đó là nhân viên cấp cao. Cao gì? Về chai. Nó nói mà không nghe hả mày? Lấy lại vũ khí. Mày cầm chứ. Ý. Trời. Lựu đạn nè. Dạ. Cậu cái lựu đạn giả mà làm giống thiệt ghê vậy ta. Ý anh ơi. Này rút nhíp ra chắc nổ dữ lắm á. À, được, được. Ê, 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 ê. Nổ đã lắm. Ê, được giỡn. Ê, bậy. Giỡn thôi. Trời ơi, đồ giả làm đã ghê á. Đồ giả làm giống thiệt ghê luôn trời. Đồ giả mà để cái nhíp này chi. Tào lao không à. Anh ấy. Ông ơi. Anh ấy. Anh ơi, đừng. Anh ấy. Trời ơi. Trời đất ơi. Cái quần mà nó banh vậy không biết bộ đồ lòng nó sao. Chắc tan nát hết rồi. Chắc sau mấy ký chắc còn mấy ký. Ghê quá. Đứng lại. Cũng tại mày. Không có mày xuất hiện bao nhiêu là coi như là tụi tao đã thành công rồi hả? Này. Công trình coi như là tụi tao bao nhiêu là vô rồi là vũ khí rồi. Chôn giấu bao nhiêu năm bây giờ mày đang gì mày mà nó lấy hết trơn là sao hả? Nhưng mà em đâu có muốn cái gì đâu. Không muốn gì. Mày im đi. Bây giờ mày chỉ có hai con đường lựa chọn. Một là mày theo tụi tao. Hai là mày chết. Mày chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Chọn con đường nào? Sao? Theo hai anh. Đừng có đụng em xui lắm. Xui xẻo. Mình bây giờ là đồng hội đồng thuyền rồi. Biết tại sao tao muốn mày gia nhập tụi tao? Bởi vì ở đây á, tụi tao còn lạ nước lạ cái. Hiểu chưa?
Mày ở đây lâu rồi đúng không? Mày cho tụi tao biết coi, ở khu vực này cái nhà nào là nhà đặc biệt, nhà nào ngon nhất, cho tao nghe. Nhà đặc biệt hả? Đặc biệt. Nhà bà Sáu. Nhà bà Sáu hả? Đặc biệt luôn. Có gì đặc biệt? Xó đó giảm nghèo. Cái gì? Đó, năm đó cái diện đặc biệt đó, cho nên mới được xây cái nhà tình nghĩa đó. Mày điên hả? Cái nhà xó giảm nghèo này có gì đâu mà ngon? Ủa đâu biết, thì anh hỏi nhà đặc biệt thì trong xóm em có cái đặc biệt nhất là vậy. Ý tao nói là cần cái nhà nào mà nhiều tiền một chút. Đúng tiền rồi. Nhiều hiểu chứ? À nhiều tiền hả? Ừ. Nhà bà Mười. Nhà Mười có gì nhiều tiền? Ngày nào hai vợ chồng cũng gánh cả gánh tiền. Được gánh đó. Cả gánh tiền. Ừ. Tốt đó. Gánh tiền nghĩa. Ra đâu? Ra đâu? Ra chợ bán. Cái gì? Bán cái gì? Bán vàng mã mà. Mày giỡn mặt cái đó thôi. Thì cái đó cũng kêu tiền. Từ nãy giờ tao bực mày từ nãy giờ rồi nha. Mày không có đụng hụn thì tao là tao giết mày từ nãy giờ đó. Ý tao nói là cái nhà mà giảng như là giàu có vàng bạc kim cương hột xoàn đó quý, hiểu không? Có. Ai? Nhà bà Kim. Bà Kim hả? Bà giàu tét nách luôn. Ừ. Tao nghe đồn lâu rồi, bà Kim đại gia đúng không? Đúng rồi. Đất là cò bay thẳng cánh đúng, đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Được đó, được đó. Nhà bà ở đâu? Dẫn người tao tới đi. Nhưng mà không được đâu. Sao không được? Khó vô nhà nó lắm. Là sao khó vô nhà? Nhà đó hả? Nuôi mấy con chó ghê lắm. Ơi, chó gì mà ghê? Chó bẹt rê à? Không, bẹt rê bình thường. Alaska. Tào lao. Chứ chó gì? Chó Phóc Nhật. Chó Phóc... Trời ơi. Tào lao. Ghê. Nhưng mà chó đi học. Người ta có tiền người ta cho đi học. Học cái gì? Rồi nó học hay nó cắn ghê lắm nha. Nó không phải nó cắn chỗ bình thường đâu. Nó cắn một cái hả là cả gia đình tiệt nọc. Cắn. Không có người nấu dở trong đường. Cắn chỗ nào vậy mày? Cắn cái chỗ mà cả gia đình tiệt nọc. Sao ta nghe sao ta lạnh lạnh nhót nhót rồi thấy không? Em nói rồi, nó cắn ghê lắm. Bây giờ chạy đi. Có cách nào vô an toàn không? Được không? Vô an toàn. Bây giờ vậy đi. Nếu sao? Nghe lời tôi thì để tôi điều khiển. Được, nghe lời mày đó. Sao? Bây giờ vậy. Ừ. Từ đây đi thẳng tới nhà bà Kim. Ừ. Tới cái ngã ba. Tới ngã ba. Anh quẹo tay trái. Ừ. Thằng này quẹo tay phải. Rồi rồi. Tôi đi về vậy thôi nha. Ê! Quẹo. Mày giỡn mặt tao lại mới mày. An toàn chứ nhà người ta ghê lắm đúng không? Có cái mày chỉ cách nào vô đột nhập nhà người ta an toàn mà cái mày chỉ đi về nhà an toàn là sao? Bây giờ tôi đâu có biết làm sao đột nhập vô an toàn. Nếu muốn thì cứ đi qua bển đi rồi mình nghiên cứu. Được, bây giờ bàn ở đây cũng thành vô dụng thôi. Cái quan trọng là tới đó tùy cơ không biết nha. Đúng rồi. Đi. Nè nhớ nè. Nghe. Sao? Tới đó tao phải bịt mặt lại nhau để che giấu thân phận. Đúng rồi. Biết rồi. Đi. Nhớ nha. Đừng có đụng em xui lắm. Trời ơi. Đụng em nói mà xui mà. Tao không. Đây. 100.000 tiền lộn giùm của mày đây. Đáng lẽ có 50 thôi, nhưng mà bữa nay có thu hình, bồi dưỡng thêm 50. Được rồi, đi đi. Khoan. Bồi dưỡng 50 tôi phải dễ ăn gì? Hồi nãy mày lộn ra, bây giờ mày phải lộn vô. Khoan đó. Tao không thích mày đi cửa hông. Mày lộn ra cửa chắn cho tao. Mày làm khó người ta quá mày. Sao? Thôi. Giỡn thôi mày. Mày lộn ra ngoài mắc công tao tốn tiền thuốc lắm. Đi vô đi. Ồ, nó cũng lộn thiệt luôn hả? Mối ruột mà. Ê. Mày làm cái chuyện tào lao như vậy? Không phải tào lao. Mình là những tên cướp ăn trộm khét tiếng. Làm cái gì phải cho hoành tráng, hiểu chưa? Bữa nay là bữa ăn trộm cuối cùng. Mình phải làm cho hoành tráng lên. Mình sẽ cướp rất nhiều tiền. Lấy rất nhiều của. Chết mẹ rồi. Chưa cướp gì đã thấy mất 100.000 rồi. Ai kêu mày, mày tào lao quá mà. Tao quên. Tôi nghi rồi, tao thấy không có thằng nào mà nó mập như heo mà nó lộn như là con sóc vậy trơn á. Tao quên cái vụ này. Ồ. Thằng tới nhớ nhắc tao nha. Sao mày nói mày đeo mặt nạ sao mày không đeo? Đưa nó đeo rồi còn đâu mà đeo. Mày rảnh quá vậy mà làm nguy hiểm. Mày đúng là nhân vật mà ngu si mà làm chuyện nguy hiểm. Tào lao không à. Ồ, quên đó. Cái gì? Cái thằng xui xẻo đâu? Nó ngoài á. Dạ. Hey. Trời đất ông nội, ông trời la cái ơi. Gì tùm lum tùm la, tao tưởng ông mày la. Tao tưởng ông lộn như cái thằng kia vô, ông bò ông lết vô vậy ông nội. Sao mày lết dữ vậy?
Anh trả nó tới 100 mà. Ừ. Em cũng muốn cho nó lộn vô, em đưa 15 ngàn nó đá em à. Trời, trời ơi, phá giá quá, người ta 100 ngàn, đứa có 100, đứa có 15 ngàn nó quất mà là đúng rồi. Thôi bây giờ đừng có bàn chuyện tào lao nữa, ê, vô trong này tránh đi. Mời công nhận cái nhà này giàu thiệt nha. Giàu. Đúng là kim đại gia nha. Đúng rồi. Cái nhà mà đâu mà khai trương thôi mà Tết vô mà khai trương thôi mà mướn đạp diễn thân về ca luôn. Ghê vậy hả? Nè thì nghe rõ ràng mà muốn gì tùm lum la, xin con chị sao chứ xong xong gì tùm lum la. Mới đi về. Nghe thiệt. Vậy là chắc uống xỉn xỉn rồi. Vô chơi được rồi đó. Ok. Bây giờ nè, đúng cái nhà này rồi. Ba anh em mình đột nhập vô trong. Ok. Vậy đi, chủ định làm nha. Chuẩn bị. Bắt đầu. Đó đó, hai cái con quỷ đó đó. Có chó. Nó nuôi chó mà. Trời, chưa gì hết nó né rồi nè. Trời ơi. Tao còn yêu đời lắm mày ơi. Bây giờ làm sao? Hai anh nói cái gì vậy? Em lao đi, lao đi. Mày cắn lộn với chó sao nó gừ quá vậy? Nó dữ lắm. Tao không cách nào làm. Mày nó tưởng con chó xù. Mày im đi. Giờ sao? Để im đó tao. Chết được phải cho cái. Rồi rồi, biết rồi. Có được. Thấy dở dở lên đưa vô cục đèn là biết có được rồi. Ê, mày có cách hả? Để im nó đi. Cái gì vậy? Nó làm cái gì vậy? Mẹ mẹ tao đi. Tào lao. Ô, sao nó hay vậy? Tình yêu luôn. Ê, xong. Sao mày hay vậy? Mày làm sao hay vậy? Tao hỏi mày rồi đó, tao hỏi cho được rồi cho cái. Mày nói cho được, tao qua bên nhà kia, tao mượn cho cái, thả vô nó vui rồi. Hôm nay lễ tình nhân mà. Trời ơi, có vậy sao mình nghĩ không ra ta? Bữa nay lễ tình nhân, đó, hễ con trai đàn ông đi rảo rảo ngoài đường là tìm nhiêu đó thôi. Diệu kế, diệu kế lắm nha. Mày thông minh thiệt. Ừ, bây giờ vô được rồi. Hoàng Đạt, bây giờ chạy đi. Tao suy nghĩ kỹ rồi. Tao với thằng Mập sợ ngoài đây. Mày và cái sự thông minh của mày qua cái chuyện gì rồi. Tao nghĩ là mày rất thông minh. Ừ. Mày vô trong đó, mày lấy những cái gì mà cần thiết cho ba đứa mình. Mày ra đây đi. Tụi mình làm giàu, phát tài, thấy chưa? Hay quá. Lẹ lên nha. Tao lại ăn cái giống ôm gì mà khôn vậy. Cái gì? Trong vô lấy thì bắt tao lấy. Mày rành gì cái địa thế đó. Tao cứ tao canh cho. Có gì tao biết sao mà nè. Vậy mà kêu ăn kiếp khét tiếng cũng kêu người ta. Chờ nó đi. Ừ. Vô làm lẹ đi về cho rồi. Ê. Gì? Nhà này cũng giàu thiệt mày. Ừ. Bộ salon này chưa bao giờ tao được ngồi nữa nha. Thì ngồi thử coi. Trời. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Ê, mày bị chó cắn hay sao vậy? Không phải. Trời, đang leo lên cầu thang tự nhiên thấy cái đèn toilet bật lên. Quán hùng. Ta tuột cầu thang xuống trời đất quân rồi. Thấy ghê không nè? Ơi, cái gì mày vậy? Nói ghê lắm. Úi trời ơi, ghê quá. Tao mày... nhìn mà tao còn sợ mà. Điên quá đi. Cái vụ rách quân là cái chuyện nhỏ thôi. Bởi vì cái quan trọng là mày phải đi vô mà lấy cái gì. Mình làm giàu được rồi, cái lúc mày muốn mua mười mấy cái quần, hai chục quần cũng được mà. Đừng ngu quá. Đi ăn trộm á, trước tiên là đã lạnh người rồi. Chỗ nào nó ấm được cho nó ấm. Lạnh nó trơn vậy hả? Mày đi thì bây giờ nói chung ta sẽ đền bù cho mày sao. Bây giờ mày vô trong mà lấy cái gì cần thiết cho tụi bạn mình. Rồi rồi rồi. Rồi nhá. Lẹ lẹ đi. Lấy đồ cần thiết. Ủa sao đi đường đó vậy? Đi đường này đi, đường này. Đúng rồi, đi nó xa lắm. Đi này xa lắm. Bạn này nó thông minh đó. Ôi, ngộ nước mày. Nguy hiểm không? Nguy hiểm quá. Không biết nó làm được cái gì không nữa. Vui. Thấy vụ tát cái quần này thấy nguy hiểm rồi đó. Mày nhắm vào thằng này nó làm được cái gì không vậy? Ê, thấy chưa? Rồi. Rồi. Khoan này. Ôi, ôi. Thoải mái quá. Ê, sao lấy được cái gì rồi? Rồi, tao lấy đồ cần thiết cho tao rồi. Mày lấy cái gì? Cái gì? Nè, nè, nè. Mày lấy. Ấm lại. Mày lấy cái quần làm cái gì? Mày biểu lấy đồ cần thiết cho tao. Ê, nè, mày cũng khó mà. Ý kiến ý còi gì? Nè, đó, mỗi đứa một cái. Đó. Mày muốn mày đi bơi đi nha. Mày đi bơi đi cho nó mở, bớt mở trong máu đi. Tao thấy cái này cần thiết lắm á. Mày khùng hả mày? Ờ. Mày lấy quần có xíu rồi tao bơi sao được. Còn mày lấy tao bự chà bả, nó lỏng lẻo lét sao được hả? Mày giỡn mày ra mày. Ây chà. Mày lại đi.
Mày... Ai chà. Mày làm bộ. Mày những gì? Những gì? Mày giỡn trò gì hả? Xí xí xí. Xí xí. Bây giờ nói mày nghe nè. Người ta mà kỵ bùa kỵ ngải là người ta kẹp tỏi, sao mày kẹp hành chứ vậy? Cái gì vậy? Muốn xỉu luôn. Trời ơi, mày người ta biết có cái bệnh như vậy đó, ông nội ấy, ăn cướp gì vậy? Nó cũng phải mặt mũi xíu chứ. Đúng rồi, đúng rồi. Mày đóng phèn, mày làm cái gì chứ mà làm mật mặt hết mày. Mày tào lao, tao nói là mày tin hả? Tao nói thiệt mà. Mày kiếm chạy, trước khi tao đánh rồi mà. Đó, thấy chưa? Cái mùi của nó mà nó còn lạc lìa lạc lõi hủng hộ tao. Tội nghiệp tao chứ. Tao biết rồi, nhưng mà tao nói mày nghe, nhất định đó, mày thấy vô nó. Mày né đi nha. Sao vậy? Cái gì? Cái miệng mày kỳ quá. Mày đó. Chết rồi. Không thể nào được rồi. Kêu súc miệng mày, đi. Quên, có kèm nặng nhà đâu mà súc. Vậy nè, tao nói mày nghe, hiểu không? Dạ. Tao nói mày vô trong đó mà lấy cái gì cần thiết cho mình, hiểu chưa? Cần thiết cho ba đứa mình nghe chứ. Mày biết nghe tao nói không? Cần thiết. Biết rồi. Ơ dạ. Được hả? Ê. Thằng này nó điên rồi. Cái gì? Đổi tao cái quần đó đi. Chi? Cái đó rộng, cái này chật quá. Cái này vừa sai mày đó. Mày vậy cũng đòi lấy đó. Ủa quá. Thằng này sao tao làm tao thấy lo lo quá. Không biết tao làm được cái gì không. Kêu lấy cái đồ cần thiết vô lấy ba cái tàu lao. Tao kêu thủ tiêu nó đi mày không chịu. Mày ngu quá, mày giết tao ngay tức thôi. Ê mày, nó thông minh rồi đó. Chắc có lẽ nó đang cưa kết sắt. Thằng này coi dê cũng được việc. Kim Cương. Cuối cùng mày cũng là năm bộ quan. Tao biết những cái gì tụi bay cần. Đúng. Rất là quý. Lấy ra. Quý để trong hộp nhỏ lắm. Đúng vậy. Wow. Tao quý à. Đây coi, mã số này số mấy đây? Mã số ông nội mày phèn chua, cần gì mã số? Mày lấy phèn chua làm cái gì? Cho mày sức nát. Mày rảnh quá vậy? Mày điên rồi. Vậy, hồi nãy Mày lấy cái đồ tụi bay cần. Mày cưa sòng soạn đó, mày cưa cái gì đó? Cưa con khỉ khô gì? Cái này nè, nó bị nhọn quá, tao sợ nó cà rồi, nó tét cái nách, nó tao mài chứ. Cưa gì? Mày giỡn mày cái tao đó hả? Hả mày? Mày sợ? Trời, cho mày chết! Cho mày chết! Cái vũ khí hoa của mày đi! Ê! Có chừng nó chết thiệt mày! Qua ăn mạng đây! Ta lại mày! Từ xưa tới giờ chưa có ai giết người bằng mồ hôi như mày! Mày thương tao giùm đi, tao sắp chết thiệt rồi. Mày muốn á thì mày phải làm cái điều tao nói. Nói là làm lại mày. Cũng là lỗi tại mày. Tao nói rồi. Của mày. Đó. Hai đứa mày sử dụng đi. Tao nói rồi, mày vô trong đó mày phải kiếm cái gì cần thiết cho tụi mình, hiểu chưa? Mày làm như vậy thì đâu có gì cần thiết. Nè, tụi tao mệt rồi nha. Mệt lắm rồi. Bộ mày tưởng tao khỏe hả? Tao còn mệt hơn mày. Tao còn phải suy nghĩ. Tao ngồi tao mài cục vàng chua cho mày. Là mày biết tao thương mày rồi chứ. Trời ảnh ơi. Hưởng tới xã hội nữa chứ. Ai chẳng biết là như vậy mà. Thôi được rồi, bây giờ mày muốn cái gì cần thiết cho ba đứa mình. Nói chung là tụi mình mệt hết rồi đúng không? Tao nói là mệt hết rồi. Biết rồi. Lấy gì cần thiết nghe chưa? Trời ơi. Tao biết rồi. Trời ơi má ơi. Hồi xưa giờ bán bánh cuốn sắc hành biết nhiêu. Không ghê bằng cái mùi thằng này. Con làm bè cái gì vậy? Mày là mất mặt quá, tao nói thiệt. Mày coi lại mày đi, hiểu chưa? Cái gì vậy? Mày tào lao mày. Trời ơi. Hey, tao chịu nổ luôn. Ôi. Ê, nó lấy được rồi. Kéo dây, kéo dây. 1, 2, 3. Yeah. Ai da. Cái gì vậy? Cái gì? Kéo ra. Tao chưa cột mà kéo gì? Chết mẹ. Trời đất ơi, sao gì mà ăn cái gì mà ngu dữ vậy? Quên tao kéo cái gì nữa? Không biết. Hy vọng là cái sắc thiệt đi. Chờ nó kêu rồi hãy kéo nghe không? Ừ. Kéo rồi ta la ôm sòm mệt. Chờ chút đi. Rồi. Được chưa? Thấy chưa? Tao đang cột. Ừ sao lâu quá vậy? Rồi kéo đi. Yeah. Cái cháp. Ê, mở ra. Mày cột, mày mở ra đi. Tao đảm bảo cái này là tụi bay sẽ thích. Cái này là ba đứa mình cần. Tại tụi mình mệt quá rồi. Cái gì? Đó.
À, để tao vô tao lấy cái gói. Mệt quá, cần ngủ mà. Thằng này nó điên thiệt ôi. Nè, hai đứa bay nằm đi. Hai bên này nào, nằm đây đi, tao nằm trên này. Mày giỡn mặt với tao hả? Mày giỡn mặt với tao hả? Tao không chết được đâu. Ở riết bên dòng Kinh Hôi cũng có lúc sẽ ghiền mùi của nó. Tao quen rồi. Bảo hòa rồi. Không diệt được tao đâu. Chị... Mày khùng hả? Sao mày lấy cái gối như vậy? Hả? Lấy hai đứa bay nằm. Tại đứa bay nói cần ngủ mà. Mà mày tưởng nó lấy sướng lắm hả? Sao? Phải bồng hai vợ chìm hai vợ chồng bà Kim xuống mà lấy được cái chiếu đó. Trời cái ơi. Gì? Người ta ngủ mày bồng xuống. Mày... Đúng rồi. Rồi tao biết sao? Biết sao được mà biết. Ngủ say lắm. Ê, mà hên là tao dở cái gối lên tao mới thấy cái này. Cái này không biết cái gì, mày nghiên cứu đi. Thường thường mà giấu ở dưới gối là phải là vật quan trọng. Đúng rồi. Chỉ có một nhúc nhấn một thôi. Ê, có chữ nữa nè. Chữ gì? Anh làm. Cái gì? Anh làm. Tào lao. Làm được cái chữ anh làm. Đấy nè, nó ghi nè. Chắc mỗi lần bà cần gì bà nhấn này là chồng bà làm cái gì đó. Tao biết rồi. Cái này tao gặp rồi. Hả? Trong điện thoại tao để hoài. Tao là alarm. Tức là báo động đó. Báo thức. Báo động. À. Ừ. Báo động bấm cho. Ê! Cái gì? Mày đừng có bấm tao bậy ra mãi cho mày. Mày làm tao điên. Dù sao tao cũng là ăn cướp chuyên nghiệp mà. Ừ. Mày yên tâm đi. Đây nè. Nếu tao bấm mà tao bấm như vậy là bấm tao bậy nè. Ừ. Bấm như vậy là bấm tao bà nè. Đúng rồi, đúng rồi. Tao là bấm ngay chính xác nó luôn. Thấy chưa? Chào bạn. Hai ba ba bốn. Phải trên cơ nữa. Thằng này chắc khoái đánh tiếng lên lắm. Mời mời bạn ngồi. Thôi mình không ngồi đâu. Cảm ơn bạn ha. Mình đi về. Ngồi ngồi. Không mình không ngồi. Đi về không có được đâu. Phải ở đây chứ không đi gì à? Không, bạn ở đây, còn mình gì à? Không, phải ở đây. Thế giới này không thuộc về mình. Xin lỗi bạn. Đứng lại. Bạn làm cái gì vậy? Biết ta là ai không? Bạn là ai? Ta là sư tử đây. Bạn là gì đó? Mình là con thỏ trắng. Sư tử đâu có ăn thịt thỏ đúng không nè? Đúng. Vậy sư tử ăn gì? Sư tử chỉ thích ăn củ cà rốt. Nhưng rất tiếc ở đây không có cà rốt đâu. Cà rốt nằm trong bụng con thỏ. Bà mẹ mày khôn quá vậy. Công nhận bệnh nhân này sợ sư tử thiệt. Được rồi, bắt đầu. Mời bạn ngồi. Bạn đừng có đi đâu hết nha. Nếu mà bạn đi chạy đi người ta chích thuốc bạn đó. Ngồi ngồi đi. Bạn bình tĩnh mình ngồi. Mình rất là bình tĩnh. Cảm ơn bạn, mời bạn ngồi. Bạn ngồi đi nha. Đu theo luôn đi. Chết cha. Nhiều khi nó thấy này nó hiểu lầm mình chết. Trong cái tình huống mà được chứ sao không được. Người đi với người đi nói chuyện mà. Bạn ngồi đi. Chào bạn. Chào bạn. Bạn tên gì? Mình tên là Kim Tan. Trời ơi, Kim Tan người ta cái mặt láng lẫy. Kim Tan này cái mặt như cái rổ thảo vậy mà Kim Tan. Mình tên là Kim Tan. Còn bạn tên gì? Mình tên là Kim Tim. Mày Kim mà. Mày Kim hả? Tao cho mày Kim luôn nè. Bệnh nhân này ấn tượng quá. Thích tim nữa. Kim tim. Bạn bắt tay cái xã giao. Mình không thích bắt tay. Bắt chân được không? Khỏi bắt chân. Vậy bắt chân đi.
Dễ thương quá. Đừng có đụng mình. Có gì đâu, mình làm quen nhau nha. Coi như là bạn thân ở trong này đi ha. Mà sao bạn vô đây? À, mình hả? Đam mê từ nhỏ. Mới đẻ ra là muốn vô đây rồi. Nhiều khi muốn thắp nhang lại bàn thờ cầu mong mà được vô đây hoài hoài ha. Trời ơi, thằng này nó bị cái nghiệp mà. Còn sao bạn vô đây? Mình thích. Mình rất thích ở khung cảnh ở trong này, nó thật là lãng mạn. Lãng mạn. Hơi buổi xã giao ban đầu, bạn ơi, mình thích nghe kể chuyện lắm. Bạn có thể kể cho mình nghe một câu chuyện tình lãng mạn của được không? Thôi bây giờ hết giờ rồi, mình đi về nha. Ê, về sao được mà về. Kể đi xong cho về nha. Kể xong cho về nha. Kể cái chuyện tình lãng mạn nha. Mình sẽ kể cho bạn nghe một câu chuyện thật là lãng mạn. Vào một buổi chiều, lúc ấy cũng đã 2 giờ, tôi đón xe ra đến bến xe. Rồi từ bến xe, tôi lại bắt chuyến xe đi Đà Lạt. Xe đi đến nơi thì trăng cũng đã lên cao. Gần đến Đà Lạt, khí hậu thật là lạnh lẽo. Rồi xa xa, trên chuyến xe, tôi nhìn dưới ánh trăng thượng tuần. Đầu đấy cứ thấp thoáng những bóng trắng trắng vụt qua vụt qua. Tôi nhìn kỹ, thì ra đấy là những nấm mồ vừa mới đắp. Xe cứ tiếp tục lăn bánh và đi vào con đường đất. Khoảng độ 3 km thì lơ xe bảo là anh đã hết tiền. Thế là tôi xuống xe. Từ nơi tôi xuống xe đi vào đến nhà của người yêu tôi chừng 2 km. Trên con đường đất đỏ, lâu lâu trong đêm tối tĩnh mịch lại nghe những bài ca, những giọng hát thật là lãng mạn. Ma đâu mà ma, người ta đang hát mà ma tào lao. Ngồi im đi, đang lãng mạn mà ma gì. Rồi tôi từ từ bước vào con đường đất. Chỉ khoảng độ tầm gần 1 tiếng, tôi đã thấy xuất hiện ngôi nhà. Một ngôi nhà không có ánh đèn. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng, tôi dợp bước từng bước một. Và kìa, ngôi nhà đã thực sự hiện ra trước mắt tôi. Tôi bước vào, gõ cửa, cóc cóc cóc. Nó đu theo luôn rồi đó. Nhưng không có ai mở cửa. Thế là tôi đành dợp bước quay đi. Bóng ám! Ma! Cánh cửa bật mở. Tôi giật mình, nhưng nhớ lại, đây chỉ là một cơn gió mạnh vừa thổi qua. Rồi tôi bước vào nhà. Trong nhà không có một bóng đèn nào. Tôi từ từ bước lên cầu thang. Ôi, trong đêm tối tĩnh mịch, tiếng cầu thang kéo kẹt nghe lãng mạn làm sao. Rồi tôi cũng bước đến cửa phòng của người yêu tôi. Tôi xô cửa bước vào thì trời ơi, trước mắt tôi một bóng trắng đang ngồi xõa tóc bên khung cửa sổ. Ma! Đấy là người yêu của tôi mới vừa gội đầu đang ngồi sấy tóc. Lãng mạn không? Cái lãng mạn dễ sợ. Rồi vậy xong nha, mình về. Kể cái gì mà bạn tuột quần luôn vậy? Chưa về được. Xong. Đâu. Chưa về được đâu. Chưa về được đâu. Về là bị chết thuốc đó nha. Nè, ngồi xuống đi. Ngồi xuống đi. Bây giờ nói thiệt với bạn nha. Bạn ngồi cho mình về được không? Không không. Về là bị chết thuốc á. Bây giờ nói thiệt với bạn nha. Bây giờ mình bắt đầu hết sợ ma. Bây giờ mình thích nghe chuyện ma. Bạn kể chuyện ma cho mình nghe đi. Kể xong chuyện này nữa cho về nha. Chuyện ma ghê lắm nè. Ngày xưa trong một khu rừng nọ không có một con thú nào.
tại vì sợ rằng là bắn chúng ăn thịt hết rồi. Bỗng một hôm bên bờ suối sành ngát, có một chú nai vàng đang ngơ ngác đến bờ suối. Ma! Ma tào lao, con nai ma gì ma? Ăn kể. Bỗng tiếng sột soạt của những bước chân ai đang đi tới. Ồ, thì ra đó là bác thợ săn. Bác thợ săn vừa nhìn thấy chú nai, bác thợ săn liền tháo súng ra và để xuống dưới chân. Đúng, con nai chết. Trái mít rụng. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Và chú nai đã chạy vào rừng. Ghê không? Ma ghê không? Ma cái con khỉ. Có thấy con ma là đâu? Ma mít đó. Ủa sao ma mít? Trái mít rụng là ma mít. Đâu có ai hái mà tự nó rụng là ma mít. Ghê, kể mấy người này phải kể không, vậy không, đó nha. Không, nó loạn não nó cho mình về. Nãy giờ qua hai câu chuyện bạn à, mình về nha. Hả? Đứng lại. Nãy giờ qua hai câu chuyện kể biết bạn khùng chắc chắn rồi. Chốt mày khùng á. Mày không ra tao đi về. Mày không, đứng lại. Mày không. Mày khùng. Mày điên. Mày khùng. Mày điên. Mày khùng. Ơ bạn, bạn mày ra kìa. Mày khùng. Gì? Mày khùng. Bạn yên tâm đi. Mày khùng. Cái cục nói để đâu để mình lục cho. Mày tìm cái gì ở đây vậy? Tìm cục nói, ừ có rồi. Tao đâu có khùng. Mày khùng. Người ta nói mình khùng là khùng rồi, tại ở chung phòng. Tao không có khùng. Mày khùng á. Sao? Bạn nói sao? Nó khùng. À, nó vừa nó khùng hay... Mày hỏi lại đàng hoàng coi ai khùng. Bây giờ hỏi lại lần cuối nha. Ừ. Nè. Hả? Hai người này, người nào khùng? Mày khùng. Đó, thấy chưa? Nó nhận ra mày mà. Tao nói mày nghe nè. Sao? À, một tí nữa mày kêu nó vô trọng trả tiền cho tao nha. Ủa? Tao thiếu tiền mày vậy? Mày thiếu tao 1.8 tỷ á. Tao làm gì thiếu mày 1.8 tỷ? Hồi nãy mày chơi 4 thun mày thiếu tao 1.8 tỷ nè. Trời ơi. Nợ tao 1.8 tỷ luôn hả? À, 4 thun. Bạn. Hả? À, sao dây nịch không đeo đây mà đi đeo ở đây hả bạn? Tao đeo dây nịch ở trên này. Tại vì tao sợ bị tuột cái quần. À, rồi nhặt ngang lắm. Ngang mày rồi đó. Thôi hai đứa ở chơi vui vẻ nha, tao đi. Ê, à. Đứng lại. Đi đâu được mà đi. À, bạn à, cầm cái tô đi ăn cơm hả? Này khùng mà con. Nghĩ sao cầm cái tô đi ăn cơm vậy? Tao cầm cái tô đi giặt đồ. À, đồ đi giặt đồ. Qua đây chơi với tao nè. Chơi nó đi. Qua đây. Hồi nãy mày thiếu tao 1.8 tỷ á. Qua đây tao cho mày gỡ nè. Ờ, à, chơi gỡ đi. À, tao với mày chơi lắc bầu cua nha. Tao lắc bầu cua đi. À, tao lắc đi. Chuẩn bị nè. Cui. À, trái bầu. Ngu. Cái này là cái bóng đèn. Bóng đèn là cái bầu. Bóng đèn. Nãy mày thiếu tao 1.8 tỷ. Giờ mày thu thêm 1.8 tỷ mới là 16.4 tỷ. Trời ơi, thằng này hồi xưa làm ngân hàng. Cho mày tính ghê vậy mày. Chuẩn bị nè. Sao? Cui. À, bóng đèn. Ngu. Đó. Cái này là hộp xí ngầu. À, hộp xí ngầu. Hai mày nào cũng ngu quá, trở lại nè. Chuẩn bị nha. Khui. Hộp xí ngầu. Ngu. À dạ. Nghĩ sao này hộp xí ngầu hả? Chứ cái gì? À, tao không biết. Trời ơi, cỡ nào bị nó gài, nó quánh hết. Hai thằng... Tao nói mày nghe nè. Sao? Nãy giờ tao đánh tụi bay hoài á. Bây giờ tao chuộc lỗi nha. Gì? À, tao... Tao có cái này cho mày ăn nè. Thôi bậy. Để nó thương mày, mày ăn bậy, đi. Bậy, ở đây không có... Là... Thôi bậy lắm, đừng. Bậy. Ăn đi, người ta cho thì ăn. Cái gì vậy? Chuối của tao bự chà bá luôn á. Nó nói chuối nó bự chà bá luôn. Trời ơi, chuối sống mà nó bỏ với vú hồi thành chín luôn. Rồi kệ nó, mày cứ coi ăn coi như chuối nấu đi. Mày ăn đi. Thôi mày ăn đi, nó à, cho tôi mày. Tao vô trong đó nha. À. Tao vô tao đợi hai thằng quay á. À. Luôn liền chơi với tao nha. À. Tao đợi á. À. Vô đi với tao, vô liền nha. À. Khổ ghê luôn á, mỗi người mỗi hoàn cảnh. Ha, bực bội ghê. Tội nghiệp. Ê, ngồi chơi. Thôi, khỏi, về nha. Ê, về sao đường mà về? Tao về. Tôi nói cho anh biết nha. Tôi nói tôi không có bệnh với bạn gì hết. Còn tôi là bác sĩ trong này nè. Bác sĩ cùi lôi. Tôi là bác sĩ. Không có ai bác sĩ mà khùng như ông hết. Đây nè.
đây là người ta mặc đồ cho tôi thôi, chứ thực chất tôi là bác sĩ. Không có ai bác sĩ này, mà không thấy hồ sơ có tiêm chích không? Anh đứng tôi lại đưa không? Cái đó là tôi tin hả? Bây giờ đứng lại không? Tôi nói tôi không có chích. Tôi chích thuốc á. Tôi nói tôi không chích. Anh quậy cho bệnh viện là tôi chích à? Tôi nói tôi không chích. Đây là thuốc an thần, đứng lại đi. Đừng có điên quá. Đứng lại tôi chích. Đứng bệnh lại gì mà chích? Đứng lại tôi chích. Tôi nói tôi không chích. Đứng lại tôi chích. Không chích mà. Đứng lại tôi chích. Tôi nói tôi không chích mà. Đứng lại quá thì trời ơi. Chích. Tao mệt trời nhà mày. Đứng lại tôi chích. Thôi rồi đó. Chích mẹ đi cho rồi nè. À, tao ngủ chạy tới chạy luôn mà cũng chết luôn rồi chết đi. Quê anh đứng lại đó, tôi khổ quá mà. À, cái này tao dán là Lý Hùng nè. Không, tôi tên Thông. Là Lý Thông. Không, Lý Cây Thông. Tôi khổ quá vậy. Ủa, cảm ơn anh tới kịp lúc, không thôi là tôi bị chích rồi. Trời ơi tôi khổ. Trời, nó khùng quá mà nó đòi đè tôi, nó chích hoài. Thôi vậy coi. Chưa tới giờ thăm anh cứ qua bác sĩ. À mày giải quyết nào quá vậy? Chưa tới giờ thăm bệnh mà anh này vô rồi, anh này đè nhau chích gì lum la này. Ủa? Tôi khổ quá mà. Dạ. Anh hai. À. Ê. Không nên xích lại gần nhau. Không, tại nhớ. Thôi anh xui lắm. Anh xui lắm, ai đụng vô anh là sạc hết hả? Bác sĩ kể em là có đây ông là... anh mà đụng vô là xui hả? Anh ruột tôi. Xui đâu mà xui, mấy ông nó không bậy. Có xui. Ê, anh đứng bậy lại đó, không có xui. Tôi nói thiệt, tại vì sao nãy giờ tôi gặp ảnh rồi, nãy giờ tôi đụng tay đụng chân nhìn đựng má luôn, đâu có xui đúng đâu. Rồi có đụng chưa? Đúng rồi. Có đụng rồi hả? Xong luôn. Xui đâu. Ủa cái gì nó tê tê bên hông đâu vậy? Ha, kim tim chích kim tan. Ủa nói vậy là kim tan bị chích hả? Thuốc bắt đầu nó ngấm rồi nha. Thấy chưa, em nói đụng anh là xui. Không,